Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Clear lần thứ tư liên tiếp trở thành nhãn hàng tài trợ chính thức của đấu trường danh vọng. Lịch thi đấu chính thức của vòng bảng đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Công bố dàn khách mời chính thức của siêu sao Liên Quân 2021. Kết quả của thi đấu đầu tiên của tứ phương đại chiến mùa xuân 2021. Kết quả thi đấu tuần 2 của vòng bảng APL mùa hè 2021. Xin chào, mình là Hyper và các bạn đang theo dõi Mega News. Tết Nguyên Đán sắp tới rồi và MC Phương Thảo yêu quý của chúng ta bỗng nhiên mất tích một cách đột xuất. Nên ngày hôm nay Hyper sẽ ngồi đây và cùng nhau giới thiệu đến các bạn những thông tin mới nhất của tuần thi đấu vừa qua, cũng như là những gì hấp dẫn nhất, và cùng nhau truy tìm tung tích của MC Phương Thảo hiện tại đang ở đâu nha. Let's go. MV Tết An Yên đừng hỏi kém duyên với sự góp mặt của MC Phương Thảo kết hợp với các rapper nổi tiếng như Ricky Star, Gizmo, Picky. Đây có thể coi là sản phẩm đầu tiên của cô nàng MC dưới vai trò là một ca sĩ và là một sản phẩm vô cùng ý nghĩa của MC Phương Thảo cùng ekip Garena Lico Mobile dành tặng cho khán giả trong dịp Tết năm nay. Đây rồi, hay quá. Được không? Được. Vừa rồi chính là MV Tết An Yên đừng hỏi kém duyên mà Thảo rất hân hạnh được thực hiện cùng với các ca sĩ nổi tiếng và được phát hành bởi Garena Lico Mobile trong dịp Tết này. Và bây giờ thì trở lại với những tin tức chính của Mega News ngày hôm nay. Chúng tôi có tận 2 người để đưa tin cho các bạn khán giả. Như các bạn cũng biết thì đấu trường danh vọng là giải đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất tại Việt Nam và đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Đúng là như vậy, trong tuần vừa qua, trên trang fanpage cao thủ Liên Quân đã thông báo Clear sẽ chính thức trở thành nhà tài trợ của đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Và đây cũng đánh dấu lần thứ tư liên tiếp mà nhãn hàng dầu gội hàng đầu thế giới dành riêng cho nam giới đồng hành cùng với đấu trường danh vọng. Cùng với đó thì nhãn hàng Clear cũng có một phần thưởng đặc biệt cho danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu và nâng tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên 2,7 tỷ đồng. Mùa giải thứ 10 thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của bộ môn Liên Quân Mobile tại Việt Nam mang tên Đấu trường danh vọng mùa xuân 2021 hân hạnh nhận được tài trợ từ thương hiệu dầu gội Clearman. Quan hệ hợp tác chiến lược này đánh dấu mùa giải thứ 4 liên tiếp đấu trường danh vọng đồng hành cùng thương hiệu dầu gội hàng đầu thế giới dành riêng cho nam. Nhận tài trợ từ nhãn hàng Clearman, đấu trường danh vọng mùa xuân 2021 nâng tổng giá trị giải thưởng lên hơn 2,7 tỷ đồng để tiếp tục duy trì vị thế là giải đấu thể thao điện tử có tiền thưởng lớn nhất Việt Nam kể từ năm 2018. Tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu Clearman of the Season cùng các tuyển thủ xuất sắc nhất mỗi tuần, Clearman of the Week sẽ nhận được phần quà có tổng giá trị 250 triệu đồng từ nhà tài trợ. Chúng ta đều đang rất háo hức đến ngày đấu trường danh vọng khởi tranh đúng không ạ? Và vòng bảng đấu trường danh vọng mùa xuân 2021 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 20 tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Và không để cho các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau đến ngay lịch thi đấu của tuần khai mạc. Và Hyper xin bật mí rằng sẽ có rất nhiều những cặp đấu hấp dẫn ngay trong tuần thi đấu đầu tiên đấy nhá. Giải đấu đấu trường danh vọng mùa xuân 2021 sẽ chính thức khai mạc vào 16 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2021. Vòng bảng có tổng cộng 56 trận đấu, thi đấu từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 18 tháng 4 theo thể thức BO5 vòng tròn 2 lượt tính điểm và áp dụng luật cấm chọn quốc tế. Mở màn cho giải đấu năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và V Gaming. Ngay sau đó sẽ là trận đấu tâm điểm của tuần giữa Team Flash và Pháp Esports. Sang đến ngày thi đấu thứ hai sẽ là cuộc đối đầu giữa Severus Esports và B2F Gaming. Cuộc đối đầu giữa Bock Gaming và Happy sẽ là trận đấu cuối cùng khép lại tuần đấu khai mạc. Vâng, đấu trường danh vọng thì luôn hấp dẫn khỏi bàn cãi rồi. Nhưng mà có một điều tôi đang rất là lo lắng anh Huy ạ, đấy là sau Tết thì giải đấu của chúng ta mới bắt đầu. Thì không biết là trong Tết thì mình làm gì, xem gì đây. Ui, không phải lo, tôi cũng đang định khoe với MC Phương Thảo về một chương trình mà tôi vừa mới tham dự xong. Đó chính là Siêu Sao Liên Quân 2021 sẽ được chiếu xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán này. Để tôi nói nốt đã, ai chẳng biết. Ok bạn nói đấy, đi. Tập đầu tiên sẽ được lên sóng vào ngày 10 tháng 2, tức ngày 29 Tết. Và đây hứa hẹn sẽ là một chương trình tấu hài cực mạnh đến từ tôi cùng dàn khách mời đặc biệt của năm nay. Đón xem nhá. Siêu Sao Liên Quân 2021 quy tụ hàng loạt những cái tên nổi tiếng trong cộng đồng Liên Quân Mobile như bộ đôi của Team Flash là Puri và Xuân Bách, bộ đôi Lai Băng và Đồng Năm từ Sài Gòn Phantom, bộ đôi Double A, Ara và Akashi từ Bock Gaming, Kenji của Pháp Esports, bộ đôi bình luận viên Tung Họa Mi và Huy Popper, cuối cùng là streamer nổi tiếng Thầy Giáo X. Với thể thức hoàn toàn mới, 10 ngôi sao hứa hẹn sẽ tạo nên một chương trình hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Tập đầu tiên của Siêu Sao Liên Quân 2021 sẽ được lên sóng vào ngày 10 tháng 2, tức ngày 29 Tết, hứa hẹn sẽ là một món quà tinh thần giải trí vô cùng ý nghĩa dành tặng cho các bạn khán giả trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.
Và đó là chương trình giải trí đậm chất tấu hài trong dịp Tết này mà các bạn có thể xem được với các fan Liên Quân của eSports. Nhưng nếu như các bạn là một fan eSports Liên Quân chính hiệu và hardcore vẫn muốn hòa vào những trận thi đấu kịch tính của giải đấu thì cũng đừng quên rằng chúng ta vẫn còn một giải đấu cộng đồng hấp dẫn nữa, đó là Tứ Phương Đại Chiến. Chính xác, đây là giải đấu cộng đồng diễn ra tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và hiện tại thì vòng bảng vừa mới kết thúc tuần thi đấu đầu tiên thôi. Mở màn cho tuần đấu khai mạc là cuộc đối đầu giữa khu vực Hải Phòng và khu vực Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm và sự xuất sắc đến từ các thành viên bên phía Hải Phòng đã giúp cho họ có được chiến thắng 2-0. Ngay sau đó, Bắc Giang giành được chiến thắng 2-1 trước Khánh Hòa, Đà Nẵng giành được chiến thắng 2-0 trước Bình Thuận và Kiên Giang có được chiến thắng 2-1 trước Hưng Yên. Sang đến ngày thi đấu thứ hai, ứng cử viên nặng ký Hải Phòng bất ngờ để thua 0-2 trước Khánh Hòa, Hồ Chí Minh có được chiến thắng đầu tay 2-1 trước Bắc Giang, Đà Nẵng có được chiến thắng 2-1 trước Hưng Yên và Kiên Giang có được chiến thắng 2-0 trước Bình Thuận. Sau tuần thi đấu đầu tiên, Đà Nẵng và Kiên Giang đang tạm thời chia sẻ nhau hai vị trí đầu bảng khi có cùng 3 điểm. Khánh Hòa và Hải Phòng lần lượt giành được hai vị trí còn lại trong top 4. Tứ Phương Đại Chiến sẽ chính thức quay trở lại vào ngày 20 tháng 2 sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Mở đầu cho tuần 2 chính là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Bắc Giang. Ngay sau đó sẽ là cuộc đối đầu giữa Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Hai trận đấu cuối cùng là Đà Nẵng và Kiên Giang, Bình Thuận và Hưng Yên. Trận đấu tâm điểm giữa hai khu vực vô cùng mạnh là Hải Phòng và Đà Nẵng sẽ là trận đấu mở màn cho ngày 21 tháng 2. Ngay sau đó là trận đấu giữa Hồ Chí Minh và Bình Thuận. Hai trận đấu cuối cùng là Khánh Hòa và Hưng Yên, Bắc Giang và Kiên Giang. Như vậy là trong nước chúng ta cũng có khá nhiều thứ để xem rồi đấy ạ. Và bây giờ thì mình sẽ lướt qua thông tin của nước bạn một chút. Không biết là Huy Popper, anh nhận định như thế nào về APL mùa hè 2021? Khu vực APL luôn luôn được biết đến là nơi sản sinh những tuyển thủ đường giữa xuất chúng. Và năm nay cũng phải ngoại lệ. Kim Sensei, tuyển thủ đường giữa của Bacon Time tiếp tục là một hiện tượng và đang là nhân tố chính giúp cho Bacon Time bay cao trên bảng xếp hạng của APL. Kim Sensei quả thực đang là hiện tượng của khu vực đường giữa tại IPL mùa hè 2021 khi đang có một màn diễn vô cùng xuất sắc trước những cái tên lớn như Nunu hay iPod Pro. Trong trận đấu tâm điểm với Evolve Esports, Kim Sensei đã có một màn diễn vô cùng xuất sắc giúp cho Bacon Time giành được chiến thắng 3-1. Kyoji đã có một tuần thi đấu vô cùng khó khăn khi để thua trắng 0-3 trước hai đối thủ sừng sỏ DTAC Talon và Bacon Time. Trong khi đó, Budea Monetic Esports cũng đã có được chiến thắng 3-1 trước Valencia CF Esports. Sau 4 trận toàn thắng, Bacon Time đang bay cao và tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng với 11 điểm. Ngay sau đó, đương kim vô địch DTAC Talon có được 9 điểm trong khi đang thi đấu ít hơn 1 trận. Hai vị trí cuối cùng thuộc về Evolve Esports và Budea Monetic Esports. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chào đón Tết Tân Sửu 2021. Và trong số Mega News đặc biệt lần này thì Phương Thảo cùng với Hugh Booper sẽ có một món quà đặc biệt để gửi tặng cho các bạn khán giả. Cho mình hỏi là quà gì nhỉ? Món quà là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Đi, hiện tại đang thi đấu cho Pháp Sport. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, mình xin chúc tất cả mọi người có một cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân và những người mình yêu thương. Đặc biệt là năm mới có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc và leo danh chiến thắng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ara, thành viên của team Bóc Em Minh. Một năm cũ cũng đã trôi qua và chúng ta cũng sẽ bắt đầu sang một năm mới. Ara được xin được chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và đặc biệt là leo danh thật là cao trong Liên Quân Mobile này. Sang năm Tân Sửu, Martin cùng team BHF Gaming chúc các bạn khán giả một năm mới khang thịnh vượng, vạn sự như ý và luôn đồng hành cùng đối tượng nhân vật mùa xuân 2021. Chào các bạn, mình là Judas cùng team Singer xin được gửi đến các bạn một năm Tân Sửu những lời chúc sức khỏe, an yên và luôn thành công trong cuộc sống. Bye bye. Hai thay mặt team Vegaming kính chúc các bạn khán giả có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và ngập tràn hạnh phúc, luôn đồng hành cùng Gana Liên Mobile và đón chờ danh vọng trong năm mới. Hello, mình là KA, chúc các bạn một năm mới thành công, ngập tràn sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì năm 2020 chuẩn bị kết thúc rồi và chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới, năm 2021, năm Tân Sửu. Thì Bách thay mặt cho team Flat chúc các bạn một năm mới gọi là sức khỏe dồi dào, tiền tài như ý, gặp nhiều may mắn. Và đừng quên 20 tháng 2 này đấu trường hy vọng sẽ chính thức khởi tranh nhé. Nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021, Đồng Năm xin kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đối với những ai có niềm đam mê với bộ môn Liên Quân Mobile thì Đồng xin chúc mọi người có chuỗi ngày Tết leo răng đầy chiến thắng, không gặp vấp bẩn và gặt hái được thật nhiều sao. Và đừng quên ủng hộ Sài Gòn Phantom và Đồng Năm ở những giải đấu sắp tới nhé.
Mọi người thấy không, Lego Mobile đã chuẩn bị những dự án Tết đặc sắc cho Tết này để các bạn không có một cái Tết buồn tẻ. Và hãy đừng quên xem hết tất cả những gì mà Hyper đã gợi ý cho các bạn trong số Mega News lần này nhá. Chúc mọi người sang năm mới sẽ có thật là nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc và may mắn. Còn bây giờ thì Tết an yên đừng hỏi kém duyên về thời thơ bé mong chờ ngày Tết. Tết an yên đừng hỏi kém duyên về thời thơ bé mong chờ ngày Tết. Dù bao la trôi qua lòng này còn ký ức về nguyên. Mỗi đêm tân niên nhà nhà gặp nhau chúc phúc đón giao thừa cùng chung vui. Bởi vì em luôn tin rằng Tết trong ta là Tết trưởng thành, là Tết an lành về thời thơ bé mong chờ ngày Tết. Dù bao la trôi qua lòng này còn ký ức về nguyên. Mỗi đêm tân lái ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao